Jessie đang quay một cái video clip về skincare trong cái mùa đông cũng như là những cái mùa hanh khô như thế này. Và chắc chắn là nếu như Jessie không sử dụng 4 bước cơ bản mà hầu như bất kỳ một cái skincare routine nào trong mùa thu đông này cũng phải có ấy, thì da mặt mình đang sẽ phải nhăn nheo này, bong chóc những cái lớp kích kỳ, những cái lớp sừng ở phía trên da da, và nó khi mà mình make up nó rất là xấu. Chính vì vậy Jessie biết là mọi người cũng đang rất là đau đầu về vấn đề này, nên đã quyết định sẽ làm cái video nói rất là kỹ về 4 cái bước này mà mọi người không thể bỏ qua. Và để cải thiện những tình trạng mà Jessie vừa nói thì mọi người sẽ phải chú ý hơn một chút tới cái chu trình dưỡng da của mình, và có 4 bước khi mà Jessie nghĩ là bất cứ ai cũng không nên bỏ qua. Bởi vì em ấy có thể vừa hỗ trợ mình cải thiện những vấn đề về nếp nhăn này, khô này, rồi cung cấp lại dưỡng ẩm và trả lại cái độ bóng sáng và mịn màng. Và 4 bước mà Jessie vừa nói sẽ bao gồm những bước sau: thứ nhất là làm sạch da, thứ hai là cân bằng da bằng toner, thứ ba là đắp mặt nạ, và cuối cùng là kem chống nắng. Jessie sẽ khoe với mọi người dạo gần đây mình hay sử dụng 4 key bước này cho em Cell by Cell. Và đây là một trong những dòng sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc mà cũng khá được tin dùng bởi vì cái độ an toàn và lành tính của nó. Và ở đây thì Jessie có em Azulite Soothing Cleanser này, và em toner, rồi Soft Silky Sunblock SPF 50, và cuối cùng là em to xinh xắn này, em Secret Nude Mask. Đầu tiên thì Jessie sẽ nói về em Azulite Soothing Cleanser này. Mọi người sẽ để ý là khi mà nhắc đến Azulite, người ta sẽ nói đến những em làm dịu da, và nó có chữ soothing ở trên này. Và em ấy thì vừa có thể hỗ trợ cho chúng ta làm sạch da này, và vừa cung cấp độ ẩm. Và mọi người biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng những cái dòng cleanser này này, thường là mọi người sẽ cố gắng để làm sao cho nó rửa sạch hết được những cái bụi bẩn và cặn bã phía trên mặt, nhất là những cái phần da mà chúng ta bị lỗ chân lông, bị bít tóc. Nhưng mà thực ra trong cái mùa thu đông ấy, thì mình nên hạn chế rửa quá lâu, bởi vì khi mà da của mình trong một cái thời gian khá là lâu như vậy thì có cảm giác là sẽ bị khó chịu. Nên là thông thường Jessie sẽ giảm cái lượng khi mà mình rửa sạch da mặt xuống tối đa nhất có thể, và sử dụng những cái dòng sản phẩm mà có thể mang lại cái hiệu quả tối đa về việc rửa sạch cũng như là cung cấp độ ẩm, chính là em ấy đây. Và trông em ấy thì cũng khá là trắng trẻo đúng không? Trông em ấy nhẹ nhàng nhưng mà tinh tế. Và nếu mà Jessie unbox em ấy, mọi người sẽ còn ngạc nhiên hơn, bởi vì cũng có khá ít những dòng sản phẩm mà Jessie nhìn thấy em ấy trông nó vừa nhẹ nhàng, vừa dễ chịu nhưng mà vẫn có cái độ sang đáng kể. Với Jessie thích những cái gì trông nó bắt mắt và trông nó đẹp. Và em này thì có thành phần là peptide, có sodium diazolide sulfonate, camasipiris obtusa water, và nó rơi vào khoảng 150ml. Và với khoảng 150ml như thế này thì Jessie thấy khá là vừa đủ, bởi vì mình có thể để ở nhà cũng như là khi mà mình đi công tác hoặc là mình đi đâu đó xa thì mình hoàn toàn có thể mang em ấy vào trong cái skincare routine của mình. Em Azulite Soothing Cleanser này thì Jessie nghĩ là nó khá phù hợp cho với đa số các dạng da, và nhất là những dạng da nhạy cảm, kể cả là như Jessie thì vẫn cảm thấy dễ chịu, bởi vì em ấy có cái thành phần cung cấp độ ẩm nhưng mà làm dịu da ấy, nhất là những hôm nào mà trời rất là hanh khô và mình cảm thấy rất là mệt mỏi thì khi mà rửa sữa rửa mặt này thì mình cảm thấy dịu nhẹ, và đúng là nó có làm dịu làn da của mình đi thật. Có một đặc điểm Jessie yêu thích từ em Azulite này, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì những cái thành phần thiên nhiên từ gốc thực vật nhé mọi người, thì nó sẽ rất là an toàn và giúp cho chúng ta có cảm giác rất là lành tính và dễ chịu mỗi lần mà mình sử dụng sữa rửa mặt. Và em ấy thì có thành phần là white azulite và asiatic chiết xuất từ rau má, và rau má thì sẽ giúp cho da của mình á, làm sạch được những cái cặn cũng như là bã nhờn ở phía trên da của mình, làm dịu và sau đấy là khiến cho da của mình, Jessie cảm thấy có cái độ căng và cái độ mướt mịn rất là dễ chịu. Em Azulite Soothing Cleanser này thì được cái là thuận tiện khi phải sử dụng, và chúng ta biết là nếu mà chúng ta những cái nắp cao mà là dạng pump ấy, để chúng ta có thể ấn xuống ấy, thì sẽ rất là khó chịu khi mà mình di chuyển, bởi vì nó rất là hay bị đổ hoặc là dễ bị những cái vật nặng đè vào. Nhưng với em này thì chúng ta chỉ việc xoay một lần thôi và chúng ta có thể lấy những cái chất rất là nhanh như thế này. Và em này thì lại là một dạng gel lỏng, dạng nước, và khi mà mọi người bắt đầu thoa và trà sát ở trên da của mình á, thì em ấy sẽ biến thành một cái dạng kem có tạo bọt nhẹ. Và sau khi mà sử dụng em làm sạch da sữa rửa mặt này á, thì Jessie sẽ phải sử dụng ngay một em nước cân bằng da, bởi vì mọi người sẽ để ý là sau khi mà chúng ta rửa mặt á, thì cái bề mặt của chúng ta sau khoảng một phút thôi là sẽ khô thoáng đi rất là nhiều, và nếu mà chúng ta để lâu hơn ấy, thì những cái phần oxy hoặc là những cái tác động xung quanh sẽ làm da của chúng ta bị khô và bị nứt nẻ
ngay lập tức. Chính vì vậy nên thường là ngay sau khi mà rửa mặt xong, khô da được một chút xíu và vẫn còn được giữ cái độ ẩm ấy, thì Tracy sẽ sử dụng ngay em Azolite Toner này. Và em này thì có chiết xuất là Gaiazolite Sulfonate, chiết xuất từ hoa cúc. Và hoa cúc thì bao giờ cũng sẽ giúp cho củng cố cái hàng rào bảo vệ ở phía trên da của mình và giúp cho da được cung cấp thêm và đủ cái độ ẩm để có thể dưỡng làn da của mình sạch sâu và cân bằng da cho mình, khiến cho những cái bước sau ví dụ như kem dưỡng hoặc là chúng ta đắp mặt nạ sau đó sẽ thẩm thấu sâu gấp đôi so với bình thường nếu như chúng ta không sử dụng toner. Và em này thì cũng với một cái packaging khá là giống với em lúc nãy, với cũng là 150ml và cũng với một cái thiết kế là chúng ta sẽ bật nắp bằng việc chỉ việc xoay nắp thôi. Và khi mà thử em ấy ra phía tay đó thì em ấy sẽ là một dạng toner dạng nước. Cái mùi của em ấy thì nó dễ chịu và nó hơi có tính chất của cái mùi hoa cúc, nhưng nó lại giống như những cái dòng của dược mỹ phẩm, nên là Tracy cảm thấy là nó dễ chịu và nó không tạo cho mình cái sự cảm thấy bị stress, bởi vì có những dòng mà nó bị quá thơm ấy thì sẽ làm cho mình cảm thấy khó ngủ hơn ấy, nếu mà mọi người để ý. Và khi mà sử dụng được một thời gian thì Tracy thấy là da của mình nó không bị khô và nó tạo được cho mình một cái lớp màng giữ ẩm rất là chắc và khiến cho da mình trở nên săn chắc trong một cái khoảng thời gian dài. Nhưng đương nhiên là nó sẽ phải mất thời gian, chứ mình không thể dùng 1-2 ngày mà mình đã có thể có được một cái làn da nó đỡ khô, mà bao giờ nó cũng cần phải có một cái khoảng thời gian để da mình phục hồi, được làm dịu nhẹ trở lại và sẽ dần dần cung cấp những cái dưỡng ẩm cũng như là tinh chất vào phía trong da. Và nói đến tinh chất thì đương nhiên trong bốn cái bước khi này Tracy cũng nói rồi không thể thiếu được, đó chính là em mặt nạ Cell by Cell Secret Nude Mask. Mặt nạ thì bao giờ cũng là bước mà Tracy thấy các cô nàng nhà ta sẽ luôn luôn yêu thích, bởi vì cái độ cung cấp dưỡng ẩm khá là sâu này, tối đa này, mà lại còn dễ dùng nữa. Bởi vì một miếng mặt nạ này chỉ khoảng 15-20 phút là chúng ta có thể cung cấp được một cái độ dưỡng ẩm mà chúng ta cần thiết cho cả một cái ngày dài. Và nhất là kể cả là những cái lúc mà chuẩn bị bước ra ngoài để đi làm như thế này thì Tracy cũng làm đủ 4 bước khi này, và đặc biệt rất là yêu thích em mặt nạ. Nhưng mà mọi người nhớ là chúng ta sẽ chỉ sử dụng khoảng 1 tuần 2-3 lần thôi nhá. Em Cell by Cell Secret Nude Mask này thì thông thường được Tracy lựa chọn sử dụng bởi vì em ấy có một cái sự đặc biệt hơn cái việc là chỉ là mặt nạ miếng cốt tông, mà em ấy mọi người có thể thấy là sẽ là phần mặt nạ dưỡng da nhưng mà thoáng khí và trong suốt, thì mọi người khi mà đắp thì sẽ cảm thấy rất là thư giãn và những cái phần tinh chất nó được đẩy sâu vào phía trong da của mình bởi vì mình đã sử dụng nước cân bằng da rồi. Và em này thì cái độ dưỡng chất của nó rất là nhiều, chính vì các lỗ khí giúp cho những cái phần tiếp xúc ở trên mặt nạ này của chúng ta vào phần phía trong sâu trong da nó sâu hơn này, thẩm thấu nhanh hơn này. Và em này thì do có thành phần sodium hyaluronate và ceramide NP, protein đậu thủy phân, rồi những cái chiết xuất rau má nữa, thì giúp cho da của chúng ta được cải thiện này và làm trắng sáng. Mọi người có thể thấy là làn da của mình cũng như là da của Tracy đang sáng hơn khá là nhiều so với trước đây khi mà bắt đầu một mùa đông. Công dụng tuyệt vời hơn nữa đấy chính là Tracy thấy em ấy có thể cung cấp được một cái độ dưỡng ẩm tối đa và ngăn ngừa được những cái nếp nhăn, nhất là những cô nàng nào đang rất là lo những cái phần khi mà da bị khô và da nhăn nheo, đúng không? Thì cái bước số 3 trong 4 cái bước key point này ấy, sẽ là một trong những cái đáp án cũng như là cái key mà mọi người nên sử dụng trong mùa đông, vừa dễ dùng mà lại vừa hiệu quả. Và bước cuối cùng trong 4 bước key point sẽ là em Soft Silky Sunblock. Có rất nhiều bạn có quan niệm sai lầm là trong mùa đông chúng ta không cần phải sử dụng kem chống nắng nhiều, hoặc là có sử dụng nhưng mà nó không quá quan trọng ấy. Nhưng điều đấy là hoàn toàn sai lầm. Mọi người có thể thấy những cô gái mà có làn da đẹp ấy thì thông thường là người ta chống nắng từ mùa này qua mùa khác, từ mùa hạ qua mùa đông, bởi vì đây được coi là một cái bước skin care, mặc dù nó là protection care nhưng lại là skin care protection care. Chính vì vậy nên là Tracy nghĩ nó không thể thiếu trong một trong những 4 bước key mà dành cho chúng ta dưỡng da và bảo vệ da được. Và nếu mà ai quan tâm cũng như là chăm sóc cho làn da của mình thì hãy nên bôi kem chống nắng kể cả khi trời không nắng, bởi vì mọi người biết là tia UVA thì đều có thể xuyên qua kể cả những cái phần cửa kính hay là bức tường. Chính vì thế nên những cái bức xạ của nó vẫn có thể tác hại đến làn da của mình. Và kể cả chúng ta ngồi ở trong nhà hay là trong phòng ấy, thì tối thiểu mình cũng nên có một cái lớp kem chống nắng nó rơi vào độ tầm khoảng SPF 15-30 để có thể đảm bảo cho da của mình được bảo vệ suốt cả ngày. Và em này thì thường là Tracy sử dụng khi mà mình đi ra ngoài, bởi vì cái độ SPF 50+ và PA 3+
là Tracy thấy có thể khá là đủ để bảo vệ cho làn da của mình trước những cái tác hại của môi trường này, cũng như là ánh nắng, cũng như là khi mà chúng ta phải ở dưới một cái ánh đèn hoặc là một cái studio giống như công việc của Tracy, nó khá là cao ấy, cái nhiệt độ nó khá là cao, nên là cái việc kem chống nắng là điều bắt buộc. Và em này thì thường là Tracy sẽ retouch lại được trong vòng khoảng 2 cho đến 3 tiếng sau đó, bởi vì cái khả năng da của Tracy đứng dưới ánh nắng mặt trời nó cũng không được quá cao, nên là cái việc Tracy touch up chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng là vừa đủ. Còn với những cô nàng nào có khả năng chịu đựng về làn da của mình thì có thể chịu được lâu hơn ấy, thì khoảng 4 cho đến 5 tiếng sau mọi người có thể touch up lại. Và em này thì có một điểm là Soft Silky Sunblock này là sự kết hợp khá là, Tracy thấy khá là phù hợp với những cô nàng mà tìm kiếm sự hiệu quả cũng như là sự an toàn cho làn da. Thì em này vừa có thành phần thực vật có gốc tự nhiên này, và lại kết hợp với thành phần vô cơ nữa, nên có thể đem lại được một cái sự an toàn tối đa. Và điều này thì giúp cho bảo vệ da của chúng ta, nhất là kể cả những làn da nhạy cảm dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Trong này thì có chiết xuất của hạt diêm mạch này, có niacinamide, có titanium dioxide, là những cái thành phần mà có thể phát huy được cái công dụng để có thể giúp chúng ta ngăn ngừa được những cái bức xạ từ tia nắng mặt trời. Và niacinamide thì có thể giúp cho chúng ta dưỡng ẩm trong khi là chúng ta bôi kem chống nắng, bởi vì có một số những dạng kem chống nắng nó rất là khô, nhưng mà với em này thì nó rất là soft, đúng như cái tên Soft Silky, có nghĩa là nó rất là nhẹ nhàng, và kể cả khi thoa lên thì nó cũng tiệp vào da rất là nhanh, và mình không còn có cảm giác là mình có bất cứ một cái lớp kem chống nắng nào phía trên da nữa. Trong video này thì Tracy đã chia sẻ 4 bước key, 4 bước quan trọng nhất cho một chu trình chăm sóc da mà mọi người nên tối thiểu sử dụng và chăm sóc cho bản thân mình trong những cái mùa hanh khô cũng như là mùa thu đông giống như thế này. Nếu mọi người yêu thích video này thì hãy ấn subscribe cũng như là like kênh fanpage Tracy Trịnh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.